Ok, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Cụ Tài Gaming. Mỗi ngày một clip đăng nghiệp, ngày hôm nay thì nhìn team bạn khá là chí. Team bạn toàn là những con mạnh trong meta, ví dụ như Alu cầm phản kích đi đường kinh nghiệm, Julian đi mid, Mopcod đi đường AD, Chip thì support cũng như là Jhin đi rừng. Team tôi thì nhìn nó hơi chuối, team tôi thì quanh đi rồi mấy má, team tôi nhìn nó cú chuối thật sự anh em ạ. Ok, trận đấu thì mình làm clip về cái bộ skin mới anh em, bộ skin vừa được ra mắt, mới sắm luôn. Vô thì làm clip review cho anh em coi luôn, làm liền cho nóng ha. Rồi, trận này thì vẫn ông như kỹ không? Bây giờ nói mày sang đỏ thì thường là thằng gì nó sang đỏ. Y chóc anh em, y chóc anh em, y chóc ăn đỏ, không sai vào đâu được, không sai vào đâu được. Bữa này làm bùa nó trâu hơn anh em hiểu không? Bữa này làm bùa nó trâu hơn. Bốn thằng đứng trong bùa bùa trâu lắm. Chậu điên chậu dại luôn. Nãy giờ cứ ăn không buồn mà, nãy giờ cứ ăn không buồn mà. Bao khó chịu, bao khó chịu. Bây giờ chạy. Đủ rồi, nhớ đủ rồi anh em, nhớ đủ rồi. Nhiều đó thôi, đủ rồi. Fanny nó ăn tới bùa đỏ rồi, bây giờ thằng Trang mới xong xanh. Ăn rồi rất lâu. Bây giờ qua đây mình phá tiếp anh em, qua đây mình phá tiếp. Đang ăn nè, đang ăn. Dính nữa. Lòi ra. Khó chịu vô cùng anh em ạ, khó chịu vô cùng, không farm được, Jhin không farm được. Đứng trong bùa không, đứng trong bùa, bùa nó trâu hơn, bùa nó trâu hơn. Farm đâu, Jhin đang kéo. Rồi, kéo cái Jhin thế này. Cay chưa, má khó chịu chưa mấy ông, đánh Panko nó phải như thế này, anh em hiểu không? Đấy, đánh Panko là nó phải như thế này. Chỉ mong đánh Panko đó, mấy ông mà có chơi Panko mấy ông chơi kiểu này nè, bao khó chịu luôn, khó chịu cực kỳ. Làm gì được đâu, giờ thằng Jhin nó sẽ đi đâu ta? À, Jhin nó đi lên đây. Lên đây mình tiếp tục, mình lên đây mình phá đi, mình tiếp tục phá. Bấm như vàng chịu, bấm như vàng thì chịu. Không ghét được, bấm như vàng không ghét được. Nó mất rừng rồi, nó mất trừng phạt rồi. Bấm nô R lên cho thằng rừng mình nó biết có gì, nó chạy lên ăn rùa hay không? Nó chạy lên ăn rùa. Tôi gần yếu máu. Chơi Alu đi ha, Gì ông không đợi vào, ông đợi từ từ, ông này vội quá, ông này okay. sống vội thế. Sống vội vàng quá vậy. Dính nè. Đó đắp đi. Đấy, trời ơi. Má bét fan cô không à, bét fan cô. Clip fan cô bữa mới làm, nay làm lại cho anh em tại ra skin mới. Nó không ra skin mới tôi cũng không thèm làm đâu. Nó ra skin á. Nó làm. Bên dưới anh em, bên dưới. Bên dưới cho mình biết rồi mình đang xuống. Khó chịu cực kỳ. Từ từ cắn cốt. Nè móc cốt. Dính á. Thôi, không được hả ta? Ba vậy? Đấy, mày điên hả? Thằng này mày điên hả mày? Mày đứng mày nháy, mày giống mày nháy quá. Từ từ, mình canh tóc biến rồi mình chơi luôn đi. Mình có tóc. Báo trước nè, tóc cắn. Thằng này hết mana nó không chơi được. Cắn là đủ chết mà ta. Lẻ, ừ, phải vậy chứ, bỏ nha. Ồ, hình như thằng Jhin nó đang ở đây đúng không? Jhin đang ở đây. Jhin nấp lòng, qua đi. Hay vậy ta. Móc cốt nè, CC nó cho nè, bắn đi, tôi tăng cho nè. Thôi tăng hết nổi nha, tăng yếu rồi đó, thôi mắt pin rồi á, mắt pin rồi, tăng hết nổi. Áp lực anh em, má đứa này áp lực dữ lắm, mà thôi kia về rồi, AD về rồi. Ơi, không ra vậy, gì vậy cha. Chicken wing. Nó chơi lớn như ta, má vô tới trong trụ luôn rồi, nó vẫn vô thôi. Thằng này nó không coi trụ ra gì hết vậy. Anh em thấy nó quấn lòng, nó không coi trụ ra gì luôn á. Má nó băng như thiệt vậy. Sao pin tôi cao quá ta.
như tôi vẫn mở VPN thì phải. Ừ, để tôi tắt VPN bớt cao cái. One shot, one kill. Pin tôi cao quá, pin tôi cao quá. Má nó quấn đúng điên luôn á, anh nhìn nó quấn đúng điên luôn á, thằng Halu á. Nó ỉ nó cầm phản kích đây mà. Đánh bố láo vãi nồi. Vô trong trụ rồi, tôi biết trong trụ rồi, anh mình bay vô trụ tán mình chết. Lấy map, lấy map, lấy map, lấy map, đứng này lấy map. A real fighter never runs. Kéo ngựa tiếp, kéo ngựa tiếp nè. Dính ngựa. Đâu có farm được bùa, đâu có farm được bùa. Đâu có farm được bùa, Zin cái này đói bùa không mà. Đâu có farm được bùa đâu, đầu game mà đã qua bị qua kéo hai bùa rồi. Đỏ là cũng bị kéo, xanh cũng bị kéo, đói bùa luôn. Đúng nghĩa đói bùa luôn, Zin không farm được bùa, thấy không? Trận này cho Zin nghỉ chơi. Đi theo rồi, mà đi theo. Đi nè. À, vậy cho nó chắc kèo thôi. Dính chip không? Không được. Let me teach you some rules. Và này á, nó hai thằng hai dao. Bất giỡn gì tí. Giỡn tí rồi, giỡn tí rồi, mở anti tí rồi. Mày tính anti hả? Mày tính anti hả? Mày tính anti hả gì? Cay, cay. Cay, cứ tính anti phải không? Cứ tính anti, anti cũng được. Cay, quả, quả, quả. Dịch. Trời ơi. Trời ơi, quýnh cái fan cô kiểu này đi đánh làm sao nữa. Đi đánh gì nữa. Đi đánh cái gì nữa mấy không? Đánh cái fan cô kiểu này đánh cái gì nữa mấy không? Nói gì nữa giờ, nói gì nữa giờ. Tôi không làm clip fan cô thôi, chứ tôi làm fan cô là cái MVP thôi không ạ? Thiệt chứ MVP thôi nha. Má đánh fan cô kiểu này thì đỡ làm sao bây giờ? À, móc code anti ra, mày ngon mày bay ra, mày ngon bay ra, bản lĩnh bay ra, bấm sẵn anti đó. Bấm sẵn anti đó, chỉ cần mày phóng ra một cái thôi, mày cũng đơn giản vậy thôi. Có hai cục mana cho, một mana nha anh em. Con này cũng hơi hao. Dính gì nè. Ủa, dính con quái. Phải nó dính con quái nè mà, dính con quái, dính con quái. Má nó dính con quái hơn cho nó gì kìa. Hơn cho nó vãi đạn luôn. Xuống đi mày già nè, xuống đi mày già. Sập cho mày da không? Sập cho mày da mà đánh spot. Spot cứ đi đè với AD thôi. Đó là dĩ năng được bùa. Giờ đấy. Nè. Bắn đi. Pha đó mình không cắt kìa. Cắt đi. Lách. Trời ơi, lách hay dữ ta, lách hay dữ ta. À, lách nhạy cảm dữ vậy, lách nhạy cảm dữ vậy. Ngó ngó thôi, ngó ngó thôi, có gì còn canh chạy nè. Nhảy. Chắc cớp luôn rồi nè, má vô cắn luôn, đi bộ vô cắn luôn. Chắc cớp luôn, chơi gọi là chơi chắc kèo. Lấy chỗ xong rồi không có. Mày chạy. Đông vậy, đông vậy, đông vậy. Đông vậy. Khó vậy, đông quá, đông quá, đông quá. Mày ra nó bắn nổi. Mình sụp cho nó hết sợ, hết cỡ rồi anh em. Hết sức rồi, hết sức bình sinh rồi, buộc phải chạy rồi. Chứ lại nó chết luôn á. Nuôi AD vậy thôi chứ, nuôi AD vậy thôi chứ. Time to teach you guys a lesson. Mình lao vô là móc cốt nó bị làm chậm rồi anh em. Đợi ra đi với mày ra. Đi đi chung với mày ra dễ, dễ đánh với nhau hơn. Cho đi với mày ra đi chung. Bài không rồi, phải đi cục mẹ này. Ảo rồi nha, bắt đầu tiếp theo ảo rồi. Má, team tôi bắt đầu đánh tàu lao ác rồi đó. Rồi, mở vòng luôn kìa, mở vòng luôn kìa. Cắt đầu chạy. Ủa sao vậy? Sao Odette không tin được sao luôn vậy? Phải đó Odette đánh hơi chấm hỏi nha, hơi chấm hỏi Odette tí nha. Hơi kỳ á, phải đó hơi lấn cấn á. Này giờ mình đã giáp rồi, xin mình lên. Mình lên cái này nè anh em. Để anh tìm hồi nhanh nhanh, mình chịu thời gian. Tại trận này mình xong. Mình sẽ chịu thời gian nha. Đâu ra gì vậy? Request backup. Sống không Odette, hình như sống anh em, hình như sống, hình như sống. Mẹ rồi nó sống. Hay.
thiệt ghê ghê. Sub Maya anh em, nuôi Maya, nuôi Maya. Đánh nó gần lấy máu thì Maya. Hai luôn rồi, rồi hai thằng mình chỉ cắn được một thằng thôi, mình chỉ áp chế được một thằng. Này đang áp chế luôn ha, áp chế luôn tại móc cốt bắn mình. Áp chế luôn là Maya sống. Tôi nói thằng Vin không được farm con bùi với tôi đâu, thấy không? Không được farm con bùi với tôi đâu. Dễ gì tôi cho farm, dễ gì tôi cho farm. Vin chết. One shot, one kill. Dễ gì vậy phá đi. Rồi, rồi mày làm gì tao? Mày làm gì tao? Rồi mày làm gì tao? Sao chết? Sao chết Vin? Hỏi thiệt sao chết Vin? Hỏi thiệt. Hỏi thiệt sao chết? Úp lòng tao làm chi? Đúng không? Lấy cái gì mà chết được con fan cô? Con fan cô tầm này sao mà chết được? Tầm cho cực vậy? Con fan cô bao áp lực luôn. Nó thấy mặt tôi rồi, nó áp lực rồi đi. Nó thấy mặt tôi rồi, nó áp lực rồi. Đi, bỏ mở cổng, mở cổng. Mở cổng nào ra cắn chơi nó nè. Nào ra là chơi nó đó, nào ra là chơi nó đó. Mở cổng là thằng nào ra là xúc nó đó. Á, xúc liền tại chỗ luôn á. A real fighter never runs. Giáp thương cổ đi niềm chống alu. Dính. Trời ơi, nó nhảy là dính rồi, nó nhảy là dính rồi. Nó không nhảy anh em mà, nó nhảy là nó dính rồi đó. Xui nó không nhảy. Ủa, Vin đâu ra vậy? Vin up 3 quy à. Bắn cắn, bắn cắn. Sợ ba nút cắn. Vừa ra là bị cắn à, không chạy đâu. Ba nút cắn rồi. Vừa ra là bị cắn liền rồi. Rồi. Gì nữa còn gì nữa hả? Rồi quýnh gì nữa? Còn hàng đúng không? Còn hàng đúng không? Còn hàng đúng không? Không bằng. Quá đơn giản với một cái con gọi là fan cô của tôi nha, mấy ông. Đánh con fan cô áp lực không? Áp lực cực kỳ, phá bùa kéo rồi là cắn nè, nó mỗi lần mà mình tung chiêu thức là nó phải có tác dụng, anh em hiểu vấn đề chưa? Đấy, đánh fan cô nó phải là như thế. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi clip fan cô của tôi. Còn bây giờ thì anh em nhớ bấm like, bấm sub nha, một like một sub cho tôi. Rồi, anh em thích cờ con gì comment phía dưới. Ai có nhu cầu mua kim cương, mua skin, nhắn tin về fanpage của Tài Gaming. Cảm ơn mấy ông rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip lần sau. Chúc anh em một ngày vui. Bye bye anh em. Bye bye.